Thưa quý vị và các bạn, những ngày giáp Tết tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, lượng xe cộ, hàng hóa qua lại cửa khẩu rất lớn. Lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng cửa khẩu làm việc khẩn trương, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp được thông quan một cách thuận lợi nhất. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chưa được 7 giờ sáng, dòng xe container nối đuôi nhau dài gần 3 km trên tuyến quốc lộ 9, từ khóm Đông 9 cho đến cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đã đợi để làm thủ tục xuất khẩu qua Lào. Được biết, dòng xe chở hàng hóa bao gồm nguyên liệu sản xuất bộ giấy, gỗ băm xăm, than. Tình trạng này diễn ra từ nhiều ngày nay. Dường như ai cũng hối hả để kịp thông quan, còn kịp trở về quê đón Tết với gia đình. Chính vì vậy, lực lượng chức năng cũng đang huy động 100% quân số để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Với tinh thần là không để hàng hóa ách tắc tại cửa khẩu, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như là tài xế điều khiển phương tiện rồi hoạt động xuất nhập cảnh một cách nhanh nhất, làm sao mà để cho tất cả mọi người đều có cơ hội trở về với gia đình sớm nhất để chuẩn bị cho một cái Tết sum vầy nhất. Từ trước đến nay, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo luôn trong tình trạng tấp nập phương tiện như vậy, và thời gian gần Tết, lượng phương tiện lại càng tấp nập hơn. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Song đây cũng là điều đặt ra những trọng trách không nhỏ đối với chi cục hải quan và lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, nhất là trong giai đoạn gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hai đơn vị này vừa phải đảm bảo hoàn tất kịp thời thủ tục cho xe qua lại cửa khẩu, làm tốt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhưng đồng thời cũng làm tốt công tác kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh trên tuyến. Cán bộ trạm cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hàng hóa được lưu thông và tổ chức cho đội ngũ riêng biệt làm thủ tục nhập cảnh cho bà con về quê để cách ly và ăn Tết Nguyên đán. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu vẫn phân công trực ca kíp đầy đủ nhằm đảm bảo tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt nhất, thuận lợi nhất các thủ tục thông quan, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp người dân có được nhiều hy vọng trong năm mới 2022.